Tường nhà bị bong chóc, thấm nước là hiện tượng gặp khá phổ biến ở những căn nhà sau một thời gian dài sử dụng, khiến cho không gian sống trở nên mất thẩm mỹ, thậm chí cả rêu mốc gây ảnh hưởng tới sức khỏe gia đình của bạn. Vì vậy, cách xử lý chống thấm, ẩm mốc là câu hỏi của rất nhiều người. Và có lẽ giải pháp tốt nhất chính là sử dụng các vật liệu chống thấm để có thể bảo vệ ngôi nhà của mình từ những bước xây dựng đầu tiên. Với kinh nghiệm cùng những nghiên cứu thực nghiệm sâu về vật liệu chống thấm trên thị trường, Mizen là một trong những công ty có thương hiệu uy tín, cung cấp nhiều giải pháp trong lĩnh vực chống thấm và hoàn thiện, đã cho ra đời những bộ sản phẩm phụ gia chống thấm Mizon phù hợp với yêu cầu của các chủ đầu tư cũng như các nhà thầu xây dựng. Cái chống thấm Mizon hiện nay có thể nói rằng trước khi tôi sử dụng cái sản phẩm này thì tôi cũng đã sử dụng qua rất nhiều các sản phẩm chống thấm khác. Thì để so sánh sản phẩm Mizon với các sản phẩm khác thì cái này không chỉ riêng bản thân tôi nói tốt nó là tốt, mà đặc biệt hơn nữa thì là do cái sự phản hồi của khách hàng và thầu thợ, đặc biệt những người thợ mà người ta thi công các sản phẩm chống thấm của các hãng rồi, các loại rồi, và người ta đánh giá phản hồi sản phẩm rất là tốt. Tốt về vấn đề mà chất lượng cũng như là cái vấn đề mà nó không có độc hại, và đặc biệt hơn nữa thì là đa dạng, từ có thể là thi công từ nhà to đến nhà nhỏ, từ những cái nhà thấp tầng đến nhà cao tầng, và từ dưới móng, từ là tầng hầm cho đến lên sàn mái và những cái bể nước, ban công, nhà vệ sinh đầy đủ hết, là bên sản phẩm Mizon là sẽ có đáp ứng đầy đủ các nhu cầu về chống thấm của một ngôi nhà. Có thể thấy với hiện trạng thấm rột gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng công trình cũng như sức khỏe của những người thân trong gia đình, nhiều giải pháp được đưa ra giúp người tiêu dùng có được sự lựa chọn phù hợp với không gian của mình. Tuy nhiên, giải pháp được bình chọn nhiều nhất vẫn là bảo vệ ngôi nhà của mình bằng những vật liệu chống thấm, đặc biệt là các sản phẩm đến từ thương hiệu Mizon, bởi những tính năng và ưu điểm vượt trội mang lại hiệu quả rất cao trong việc chống thấm rột và tăng độ bền vững, thẩm mỹ cho các công trình. Công ty chúng tôi đã có mặt trên thị trường Việt Nam được hơn 15 năm rồi, là một trong những công ty mà chuyên nghiên cứu về những sản phẩm sơn và các hóa chất xây dựng. Các cái đầu nguyên vật liệu chúng tôi đều nhập từ bên nước ngoài và chủ yếu là các nước châu Âu và những nước phát triển. Chống thấm Mizon, ưu điểm đầu tiên của nó là chất lượng ổn định. Thứ hai là dễ sử dụng. Cái thứ ba là rất kinh tế. Và cái thứ tư là bảo vệ môi trường. Đó là những cái chính của dòng sản phẩm mới Mizon. Với hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại, với công nghệ được chuyển giao từ Cộng hòa Liên bang Đức, với các chuyên gia đầu ngành thường xuyên hỗ trợ kiểm tra, tư vấn và nâng cấp nhằm tạo tính ổn định cho quá trình vận hành, thực hiện đúng quy trình quản lý chất lượng ISO 9001-2015, Mizon cho ra đời những sản phẩm phụ gia chống thấm chất lượng nhất đến tay khách hàng, bao gồm Mizon Latex, Mizon Brut Membrane, Mizon Grut vữa lỏng không có ngót, Mizon Top 107 và Mizon Tybon vữa dán gạch, vân vân. Đối với Mizon, chúng tôi luôn lấy nhu cầu khách hàng là mục tiêu nghiên cứu sản phẩm để đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng và nhà thầu khó tính nhất. Ngoài ra, sản phẩm Mizon đã được kiểm định trước khi ra ngoài thị trường để đảm bảo về chất lượng sản phẩm cũng như là người tiêu dùng yên tâm hơn. Chúng tôi hướng đến là sản phẩm chống thấm Mizon chúng tôi sẽ là đứng đầu trên cả nước về ngành vật liệu xây dựng chống thấm. Với định hướng trở thành thương hiệu sản xuất phụ gia hóa chất chống thấm chất lượng hàng đầu Việt Nam, công ty luôn không ngừng đổi mới cũng như đầu tư nghiên cứu cho ra đời các sản phẩm chất lượng cao, giá thành phù hợp với người tiêu dùng, cũng như có độ bền cao, đồng thời đưa ra những hướng đi mới, đột phá để phát triển mạnh mẽ trong ngành hàng còn nhiều cơ hội và thách thức này. Định hướng phát triển xuyên suốt của công ty trong suốt thời gian qua, từ khi thành lập, luôn luôn đưa ra những thị trường sản phẩm mang ba chỉ tiêu chính mà công ty đã đặt ra định hướng để phát triển. Thứ nhất là chất lượng sản phẩm phải tốt và tốt hơn với những sản phẩm đang có mặt trên thị trường. Cái thứ hai nữa là giá cả phải phù hợp để mang lại lợi ích cho người tiêu dùng. Cái thứ ba nữa là cái dịch vụ phục vụ phải thực sự là hoàn hảo để mang lại cái sự yên tâm, cũng như thể là những cái dịch vụ sau bán hàng cho người tiêu dùng khi đã sử dụng sản phẩm chúng tôi. Có như vậy thì sản phẩm của chúng tôi trong thời gian tới chắc chắn là sẽ được thị trường không những chấp nhận và phát triển được mở rộng hơn. Và mục tiêu của chúng tôi không những phục vụ cho thị trường trong nước, hiện tại bây giờ là những thị trường rất là tiềm năng. Ngoài ra chúng tôi còn vươn tới xuất khẩu sang những thị trường nước bạn
để tăng doanh thu và mở rộng quy mô sản xuất?